Theo nghiên cứu mới, virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, cho đến nay đã ghi nhận nhiều chủng khác nhau của virus này trên khắp thế giới. Nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học dẫn đầu là một nhà thần kinh học ở Iceland cho biết đã phát hiện nhiều biến thể của virus. Theo đó, dù virus SARS-CoV-2 có tỷ lệ biến thể tương đối thấp, song mức độ lây lan quá lớn, khiến trên thế giới đang có rất nhiều biến thể của virus này, và sự biến đổi này có thể mang tính đại diện khu vực địa lý.